xin cảm ơn các cô các chú ạ. Vâng. Rồi cảm ơn các cô các chú ạ. Vâng. Cháu xin cảm ơn rất là nhiều. Định để cho các chị múa sinh tiền không thôi. À dạ vâng, không sao, không sao. Cảm ơn các cô chú ạ. Cháu thấy là vâng, một cái không khí lễ hội đã rất là hoành tráng tại trường quay của Cà Phê Sáng rồi. Cháu xin là cảm ơn các cô chú đến từ đoàn chống nghệ thuật UNESCO Thăng Long. Vâng ạ. Cũng cảm ơn các cô các chú, bởi vì cũng lâu lắm rồi. Đúng ạ. Chúng cháu mới được dậy sớm và có một cái không khí tươi vui như thế này. Vâng. Và trường quay Cà Phê Sáng mới đông các cô các chú như thế này. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và đây chính là tay chống 84 tuổi mà chúng tôi đã nhắc đến trong từ khóa của chương trình thưa quý vị. Rất là vui vì ngày hôm nay chúng cháu được chào đón cô cùng với đội chống của mình đến với trường quay của Cà Phê Sáng. Cô có thể gửi lời chào đến khán giả được không ạ? Đây. Và cô nhìn máy trước mặt để máy số 2 đấy. Đấy. Dạ xin chào tất cả mọi người quan tâm đến màn ảnh. Vâng, bây giờ có lẽ là cô chào bằng lời nói ấy, là không quen đâu. Để cô chào bằng trống thì cô chào trong một hồi trống được không ạ? Vâng, rất là cảm ơn cô ạ. Cô ơi, cháu nghĩ rằng là cô cùng với các cô các chú thì đã biểu diễn rất là nhiều lần trong rất là nhiều dịp rồi. Thế nhưng mà có phải đây là lần đầu tiên cô biểu diễn ở trong trường quay Cà Phê Sáng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Thế lần đầu tiên này cái cảm xúc có như nào cô? Cũng nói thật là rất phấn khởi nhưng lại rất hồi hộp. Vâng. Khi mà chúng cháu giới thiệu đến khán giả thì là một tay chống 84 tuổi. Cô Tám hiện nay đã 84 tuổi rồi, ở cái độ tuổi bát thập cổ lai hy. Thế nhưng mà vẫn có một cái nguồn năng lượng, một cái lửa cháy rất là lớn với trống. Thì cơ duyên nào đã mang cô đến với trống và yêu bộ môn nghệ thuật này đến vậy ạ? Dạ, đúng là tôi có một cái duyên từ ngày tôi còn nhỏ. Vâng. Tôi chính quê Thái Bình. À, dạ. Tôi sống ở cái nồi chèo. Vâng. Thế và vinh dự thuận lợi của tôi hơn nữa là tôi gần đình gần chùa. Vâng. Tổng thại làng tôi là Nguyên Xá Đông Hưng Thái Bình, có làng múa rối nước. Vâng. Cho nên từ cái múa rối nước ấy rất nhiều các trò võ trống của vâng. trò múa rối nước. Dạ. Thế cho nên là nó ngấm vào đầu tôi từ ngày còn nhỏ. Ngày xưa là hay biểu diễn ở Thủy Đình đúng không cô? Múa dạ. rối nước ấy. Vâng, cả đình. Vâng. Đình với lại ao hội trước mặt. Vâng. À, vâng. Và cháu muốn hỏi là cô đã có bao nhiêu năm gắn bó với trống hội rồi ạ? Ừ, báo cáo là tôi rất nhiều năm, hồi còn nhỏ đã gắn bó rồi. Vâng. Và từ khi lên trên này là nhà nước cho khôi phục lại đình chùa, thì bắt đầu khôi phục lại đình chùa là dùng đến trống hội. Vâng. Thế và trống tế, trống rước, trống trận, trống này, trống khác, nói chung đủ các loại trống. À đấy, vâng. Từ trước giờ mọi người thường hay nghĩ là trống hội nó sẽ có một cái kiểu đánh khá giống nhau. Vâng, vâng. Chẳng hạn như cái màn trống hội hoành tráng nhất là quý vị hẳn còn nhớ là trong cái dịp 1000 năm vâng. Thăng Long Hà Nội là có màn trống hội huy động được 1000 cái trống, vâng. trong đó cái trống cái rất là to. Vâng. Thế nhưng mà như cô vừa mới chia sẻ thì trống hội có rất nhiều những hình thái và cách thức biểu diễn khác nhau đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ, cũng không khác gì một dàn nhạc mà rất nhiều loại nhạc đánh cùng một âm hưởng. Vâng. À vâng. Thế cô có thể thử một cái nhịp trống mà ví dụ nó trống khác ra, hơn. Ra trận vâng. chẳng hạn, ra trận nó như nào? Trống thì nói dụ. À, đây là trống sư tử. Vâng. Còn trống vâng. ra trận. Một sư tử. Đúng không? Nghe nó đó, rất là quân. Hối thúc, nó vâng. rất là rục rã vào. Vâng đúng ạ. Rồi. Thế còn trống sư tử thì. Vâng. Trung thu mình hay hay múa lần, lần vâng hay múa lần vâng, vâng, vâng. Có thế... rất là nhiều những bài trống mà cô cũng đã thuộc và nằm lòng trong tay vâng, đúng không cô? Vâng. Cháu được biết là cô cũng có dạy và cũng có sinh hoạt cùng với các nhóm các câu lạc bộ trống nữa đúng không ạ? Dạ vâng, cũng báo cáo là tôi rất yêu nghề trống. Vâng. Cho nên là các bộ phận trống gì tôi cũng gọi là ngứa tay tập hết. Vâng. Và nhà gia đình nhà tôi là các anh các chị toàn là nhạc công. À. Thế và vâng. hơn nữa lại cũng lại là diễn viên. À, cho nên dạ. tôi lại gần chùa, gần đình. Thế cho nên tất cả những làn điệu trống phách rồi là múa hát cung đình rồi đủ thứ tôi thuộc hết, tôi vâng. đều biết. Vâng. Cô có thể chia sẻ nhỏ. Giúp cho chúng cháu như khán giả Cà Phê Sáng biết là với cái bộ môn trống này thì vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy là cô biểu diễn cùng với rất nhiều các cô các chú khác thì mọi người thường tập luyện với nhau như thế nào và mọi người sinh hoạt cùng với nhau ra sao ạ? Ôi báo cáo đầu tiên là tôi tổ chức này nói thật là rất là khó. Vâng. Khó cái thứ nhất là vận động từng chị em. Mà ai cũng bảo già rồi, lớn tuổi rồi, trống phách gì. Thế nhưng mà sau rồi tôi mới vận dụng từ cái trống mà vận dụng từ cái tập thể dục. À, ví dụ như chị nọ đấm vào lưng chị kia. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Theo nhịp. Thế để cho các chị quen. Vâng. Hoặc là đấm vào bụng hay đấm vào bất kể cái gì. Hoặc là... Đây là bàn ghế đúng không ạ? Đấy, vâng. lấy đũa gõ xuống đất. Vâng. Hoặc là gõ như thế nào đó. Tôi vẫn cứ dạy đủ các loại kiểu vâng. kiểu gọi chuyên cảm hứng vâng. đấy gọi là chuyên cảm hứng vâng. từ đấy cho nên các chị em cũng
nhanh thuộc. Vâng. Vừa nhanh thuộc. Và từ cái nhanh thuộc ấy thì tôi lại gõ vào thành trống. Gõ thành trống thì đầu tiên là tôi làm một lần gõ rước, gõ trống rước. Vâng. Thế trống rước thì đủ các loại múa của cái gõ trống rước đi với nhau. Vừa rồi quý vị khán giả có thể thấy là trên màn hình là có những cái hình ảnh biểu diễn và tập luyện. Vâng. Thì mọi người thấy là không chỉ có trống không, còn có múa hát nữa. Vâng. Thế thì câu lạc bộ mình có cần phải thuê người về để đào tạo những cái hình thái cái nghệ thuật đấy không? Hay là mình tự tập với nhau? Báo cáo là tôi đã có sẵn cái năng khiếu rồi. À. Tôi chỉ có nghe, tôi đi tôi xem. Vâng. Thì tôi thấy những cái làn điệu ấy thì là nó ngấm vào đầu tôi, là tôi về tôi tự ấy lên tôi dạy mọi người. Vâng. Vâng, chứng tỏ là cô Tám cũng phải có một cái thời gian gắn bó rất là lâu và cũng dành rất nhiều thời gian cho trống và cả mọi người nữa. Với đam mê và với cái nhiệt huyết với bộ môn trống thì không biết là gia đình của cô có ủng hộ và có hỗ trợ mình trong cái việc là mình luôn luôn có những câu lạc bộ hay là có những cái buổi biểu diễn như vậy không ạ? Hoặc là có thành viên trong gia đình của cô tham gia không? Nói chung là khi mà tôi ham mê về cái trống này thì đúng là cái sử dụng cái trống rất là khó. Thế cho nên nhiều người rất muốn tập nhưng mà cái sự tập nó cũng rất là lâu. À. Chính vì thế nên tôi vận dụng đủ các loại để cho các vị tập để làm nào cho nhanh hiểu biết và nhanh biết hơn. Thì có những chị em hoặc cái bản thân tôi cũng thế. Đi này khác mãi dạy các chị em thì lại bị chồng mắng. Là bỏ bê gia đình. Thế nhưng mà toàn tận dụng vào cái giờ đầu giờ sáng tập thể dục hoặc buổi tối tập thể dục. Thì tôi coi như là từ cả múa các làn điệu múa cung đình hay là gõ các loại trống là tôi dạy mọi người theo chẳng hạn là đấm lưng nhau với này khác để thưa quý vị là một cái điều rất là đặc biệt đấy là năm nay thì cháu biết là cô mới mổ tim đúng không ạ, và chỉ 10 ngày sau mà cái ca mổ tim đấy là cô đã hồi phục và tiếp tục chơi trống rồi. Cháu nghĩ điều đấy cũng rất là tuyệt vời vì chính năng lượng từ trống đã truyền cho cô rất là nhiều cảm hứng. Và quý vị ơi, ở trên mặt bàn lúc này của Cà Phê Sáng thì là có rất rất nhiều những chiếc huy chương của cô và đội nhóm của mình. Vâng, có đủ vàng bạc đồng. Cô có bao nhiêu chiếc huy chương đấy? Đây của cá nhân ạ. À, của cá nhân vâng, ạ. À, vâng ạ. Của cá nhân mà nhiều thế này ạ. Quá là xinh. Đấy là hãy còn ít hơn ạ. Tôi gần 100 chiếc ạ. Gần 100. Vâng, vâng. Vâng. Có cái huy chương nào mà cô nhớ nhất ạ? Vâng. Nhưng mà đây cháu để ý kỷ niệm nhất thì chỉ có huy chương vàng của toàn quốc thôi. Về trống hay là về lĩnh vực gì ạ? À, đấy là về lĩnh vực thể thao. Tức là cô còn chơi cả thể thao nữa. Môn gì đấy cô? Tôi là môn lướt ván và bơi lội ạ. Wow. Trời ơi. Nhưng mà cô xin chơi vào từ thời còn nhỏ. Từ thời còn nhỏ. Vâng, trở lên. Có một tinh thần và có một sức khỏe. Báo cáo là tôi dạy không biết bao nhiêu ngàn người biết bơi. Là mười mấy chục năm tôi dạy theo lớp. Vậy là với không chỉ là những năng khiếu, không chỉ là đam mê. Không chỉ nghệ thuật mà còn thể thao. Tôi còn cứu người ba người đuối nước. Vâng ạ. Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Ngày hôm nay thì thật sự là cháu xin được bày tỏ một cái sự gọi là ngưỡng mộ sâu sắc với cô. Một người mà có thể nói rằng là đã sử dụng những cái năng lượng của mình cho những lĩnh vực nghệ thuật, truyền cảm hứng cho người khác. Đã sử dụng năng lượng của mình với những cái niềm yêu thích thể thao của mình, không chỉ mang lại cái sức khỏe tốt cho bản thân mà còn lại mang lại rất nhiều điều ích cho người khác nữa. Cảm ơn cô đã tới với trường quay của chúng cháu và có một phần chia sẻ mà cháu nghĩ rằng truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng cháu xin được chúc cô thật nhiều sức khỏe và tiếp tục duy trì đam mê và những nỗ lực của mình cô nhé. Dạ, xin cảm ơn.